我们学第十四课。今天我们学第十四课。Hôm nay chúng ta học bài số 14 nha. Hẳn khoai. 我们学到第二十课。Chúng ta học đến bài 20. 可以考汉语水平第三级。Có thể thi được汉语水平第三级。Là HSK cấp 3 rồi ha. Ta cai ý cơ ban duy. Tô xuế ý cơ ban duy. Học thêm ý cơ ban duy là 1 tháng rưỡi nữa. Chứ sư lưu cơ sinh chỉ. Sư ma. Lưu cơ sinh chỉ. Học là 3 tuần, 6 tuần nữa ha. Lưu cơ sinh chỉ của mình chứ xuế tao tia sử khở. Học 6 tuần nữa là chúng ta sẽ học đến bài 20. À. 那时候我们可以考第三级了。Lúc đó mình có thể thi thi cấp 3 rồi ha. 加油哈。Rồi mời cả lớp đọc theo từ mới bài số 14 nha. Mọi người đọc theo từ số 1. Thinh xua. Thinh xua. Liễu ly. Liễu ly. Phan tiên. Phan tiên. Mày chín. Mày xin lì, xin lì, nâng, nâng, băng chu, băng chu, su, 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 chư chén, chư chén, lình chén, lình chén, su liang, su liang, câu, câu, sử chén, sử chén, khoai, khoai, man, man, man 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 hoa hoa mấy hoa mấy hoa thảo hoa thảo hoa yến dê yến yến dê yến thái tu thái tu duy bi duy bi 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 xin xuôi xin xuôi quay huy chuyên quay huy chơ giang chơ giang tiên hoa tiên hoa hao mà hao mà nên phủ nên phủ nên sủ nên sủ han chư han chư tầng tầng rồi chúng ta đọc lại thinh xua thinh xua liễu ly liễu ly phan tiên phan tiên mày chín mày chín xin lì xin lì nấng nấng băng chu băng chu su 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 chư chén chư chén lình chén lình chén su liang su liang câu câu sử chén sử chén khoai khoai man 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 hoa hoa những người nào cười là những người đó có vấn đề về về cái từ này nha. Rồi mấy hoa mấy hoa thảo hoa thảo hoa diễn dê duyện diễn dê duyện thai tu thai tu duy bi duy bi 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 xin xuôi xin xuôi quay huy chuyên quay quay chen 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 chơ giang chơ giang tiên hoa tiên hoa hao mà hao mà nên phủ nên phủ nên sủ nên sủ han chư han chư tầng tầng rồi giải thích từ mới. Cái phần giải thích từ mới này là cũng sẽ dịch, thầy cũng sẽ cho các em ghép câu, mà ghép câu ngắn ngắn thôi, để các em là biết cách sử dụng câu từ nha. Rồi bây giờ mọi người lắng nghe, tập trung và không nói chuyện, phụ giao sô hoa. Ý cơ rấn sô, câu là ý cơ rấn sô này, một người nói, câu là một người nói là đủ rồi. Nó xoáy xua đó. Vậy thì ai nói?
或者是老师说，或者你们说， hoặc là thầy nói, hoặc là các em nói. Bây giờ là xem trở đi, lựa chọn đi nha. Còn bây giờ là các em, nì mẫn xô, hào, là nì mẫn chú xô, lào sư bú xô. Nếu mà lào sư xô, nì mẫn chú bú yào xô. Nếu thầy nói thì mọi người bú yào xô nha. Rồi, bây giờ nghe. Cái từ thinh xô, từ này là từ nghe nói. Là hai động từ này giống như là từ ghép như tiếng Việt thôi. Nghe là thinh, nói là xô nha, nghe nói. Ví dụ ta nói là nghe tôi nói, dịch sao? Mọi người dịch đi, nghe tôi nói. Dịch nhỏ tiếng thế, nghe lớn tiếng lên là nghe tôi nói. Bạn nghe tôi nói. Xin mời, chữ xin là gì? Trình. Xin bạn nghe tôi nói. Đúng rồi, đọc lại. Chính nì thính wǒ shuò. Chính nì thính wǒ shuò. Rồi, ai? Sui. Ai nói? Sui shuò. Đọc lại, sui shuò. Sui shuò. Nghe ai nói? Thính sui shuò. Bạn nghe ai nói? Nì thính sui shuò. Nghe giám đốc nói? Thính chính lý shuò. Đúng rồi, thính chính lý shuò. Thính shuò ha. Chữ liễu ly, lưu loát. Các em có thấy chữ liễu ly này? Thấy chữ liễu này có bộ gì bên trái? Bộ thủy. Vậy là cái chữ liễu này là nó có liên quan đến gì? Nước. Và cái chữ liễu này là dòng chảy. Tức là nước trôi ấy. Nước trôi thì nó sẽ tạo thành cái dòng chảy ấy, phải không? Cái dòng chảy của nước á nha, là chữ liễu. Ví dụ như ta nói là liễu xoài, nước chảy. Liễu xìa, máu chảy. Nha. Liễu lây. Liễu lây là nước mắt chảy nha. Lây, lơ ây lây. Cái chữ lây này là đồng âm với chữ mệt. Nhưng mà cái chữ nước mắt là lây là có bộ thủy nha, là và có bộ mục bên trái. Bên trái bộ thủy, bên phải là bộ mục. Liễu lây. Người ta nói là gì? Nán hái zi liễu xìa bu liễu lây. Con trai đổ máu chứ không đổ nước mắt. Vậy chứ đến khi mà yêu cái là nó ngược lại, đổ nước mắt là đổ luôn cả máu luôn. Liễu này. Nhớ nha, chữ liễu. Rồi mọi người đọc theo nè. Rơi lệ là liễu lây. Liễu lây. Đọc lại, liễu lây. Liễu lây. Nước mắt là giàn lây. Giàn lây. Các em đánh phiên âm đánh chữ dèn lây nó sẽ ra nha. Đọc lại, dèn lây. Dèn lây. Liễu dèn lây. Liễu dèn lây. Là rơi nước mắt đó ha. Rồi liễu xìa. Liễu xìa. X-C-E-E. Đọc lại, cái chữ xìa xìa là thanh ba xìa nha. Đọc lại, liễu xìa. Liễu xìa. Là đổ máu. Thì là chữ liễu này đó. Tức là chữ liễu này là nó là dòng chảy nha, dòng chảy của chất lỏng á nha. Liễu. Vậy là ly là gì? Ly là thuận lợi nha. Ly này mọi người đọc theo thuận lợi là xuân ly. Xuân ly. Đọc lại, xuân ly. Xuân ly. Xuân ly là thuận lợi ha. Đọc theo này, xuân ly. Xuân ly. Ly là thuận lợi. Như vậy là liễu ly tức là lưu loát. Lưu loát tức là sao? Là khi mà ai đó nói chuyện nó trôi gì, giống như cái gì? Dòng nước. Dòng nước trôi nó có lưu loát không? Nó cứ chảy hoài đúng không? Cho nên là cái người nói chuyện lưu loát thì ta hình dung là giống như cái dòng nước chảy nha. Còn cái người mà nói chuyện nhanh quá, mạnh quá thì không phải giống như dòng nước chảy nữa, giống như gì? Miền Trung. Lũ lụt. Trôi nhanh quá ha. Rồi mọi người dịch bài này. Lưu loát. Liễu ly. Rất lưu loát. Hành liễu ly. Nói rất lưu loát. Xua hành liễu ly. Nói tiếng Hoa. Xua hành gì. Rất lưu loát. Hành liễu ly. Nói tiếng Hoa rất lưu loát. Xua hành gì. Hành liễu ly.
Cái bài này thầy lại phải dạy cho mọi người cái cấu trúc là trình độ bổ ngữ rồi. Tức là nói tiếng Hoa rất lưu loát, nó là một cái mẫu câu là trình độ bổ ngữ, thầy sẽ giảng sau nha. Trong cái bài ngữ pháp hình như cũng có cái trình độ bổ ngữ đấy. Các em có thể xem qua cái video YouTube là có cái bài giảng ngữ pháp á, là có cái trình độ bổ ngữ nha. Là vào đó mà xem trước để biết trước cái nội dung của bài này. Không lưu loát dịch sao? Đọc lại. U liễu ly. U liễu ly. Tôi nói tiếng Hoa. Không lưu loát. U liễu ly. Đúng rồi. Phan Tiên. Phan Tiên là khách sạn. Mà ở đây là rõ ràng nó là cái gì? Tiệm cơm đúng không các em? Tiên là gì? Là cái tiệm. Phan là cơm. Mà nếu mà ta quay lại 1.000 năm về trước, cái khách sạn bây giờ nó sẽ có cái dạng là của cái gì mà mấy trăm năm trước. Thật ra nó chỉ là gì? Một cái quán, quán cơm. Cái xong rồi theo xu hướng của xã hội phát triển, nó sẽ tăng thêm nhiều dịch vụ. Dịch vụ gì nè? Ăn uống nhậu, rồi có phòng để nghỉ, rồi có đại tiệc tùng các cái đúng không? Rồi có là hội nghị các cái vân vân. Cho nên là cái từ Phan Tien là ngày xưa thì chỉ là gì? Cái tiệm cơm thôi. Còn bây giờ thì nó dịch vụ nó sang trọng hơn, gọi là gì? Là khách sạn nha. Hả? Khưa Chan là nhà nghỉ. Nhà nghỉ nó khác với khách sạn nha các em. Nhà nghỉ thì chỉ là gì? Thuê cho thuê phòng thôi. Không có dịch vụ đại tiệc tùng các cái nha. Không có hội nghị, các em phân biệt được không? Nhà nghỉ là các em thấy là cái chữ nào nó ghi to to nhà nghỉ, tức là chỉ cho thuê phòng thôi. Ngoài ra là nó không có kinh doanh là tiệc tùng các cái nha, không có đại nhà hàng. Pin quản giống như khơ cha nó là dạng nhà nghỉ nha. Còn chữ Phan Tien tức là gì? Khách sạn, là trong đó có nhiều, nó sang trọng hơn, cao cấp hơn nha. Ví dụ ta nói là khách sạn Bình Dương mà nói sao? Thỉnh giảng Phan Tien. Mỹ Kim, Mỹ Kim. Mỹ Kim tức là tiền của Mỹ, đô la Mỹ đó. Đồng nghĩa với chữ mày, mày duyên. Xin lì là trong lòng. Lì là gì? Lì là bên trong. Chữ lì có nghĩa là gì các em? Lì là trong. Cấu trúc ngữ pháp của lì nó thuộc dạng gì vậy? Hay là lợm, lì lợm? Lì là gì? Thuộc loại từ gì? Phương vị từ, học rồi mà. Bây giờ hỏi ngơ ngác. Bên trong là phương vị từ, phải không? Và cái chữ bên trong này là nó đứng đằng sau danh từ nha. Xin đó, thấy chưa? Hỏi bây giờ thấy là giống như là chưa từng học ha. Xin là trái tim, là danh từ đứng trước, rồi chữ lì là phân vị từ đứng đằng sau. Trong lòng, xin lì. Trong lòng tôi nói sao? Trong lòng bạn chưa có trai. Trong lòng bạn. Đọc lại. Nì xin lì. Trong lòng tôi. Suy nghĩ là gì? Xiang. Trong rồi, trong lòng tôi nghĩ. Wo xin lý xiang. Lại wo xin lý xiang. Wo xin lý xiang. Trong lòng tôi nghĩ cái gì? Wo xin lý xiang shenme. Rồi lại wo xin lý xiang shenme. Wo xin lý xiang shenme. Bạn hiểu không? Bạn có biết không? Nì chư tao ma. Đọc lại nì chư tao ma. Trong lòng bạn nghĩ cái gì? Nì xin lý xiang sa mơ. Đọc lại nì xin lý xiang sa mơ. Nì xin lý xiang sa mơ. Tôi không biết. Wǒ bù zhì dào. Trong lòng người ta nghĩ cái gì mà mình biết luôn, thì mình là loại người gì? Hả? Là loại gì? Là thần thánh rồi.
Nẫn. Chữ nẫn này là có thể, có khả năng nha. Nẫn. Chữ nẫn này đứng trước động từ nha. Nẫn này là giống như tiếng Việt đó, đứng trước động từ. Băng chu là giúp đỡ. Tôi giúp bạn nói sao? Bạn giúp đỡ tôi. Tôi giúp bạn. Bạn giúp anh ấy. Đúng rồi. Người khác. Đầu lại tỉa rắn. Hôm nay bạn giúp tôi. Chín thế nì băng chú vò. Hôm khác. Cài thêm. Đọc lại nè. Cài thêm. Các em, chữ thêm là chữ ngày. Cài là chữ thay đổi. Là các em đánh ghi lại phiên âm là cài thêm là hôm khác nha. Đánh liền hai chữ cài thêm nó sẽ ra. Chữ cài là chữ cơ ai cai ha. Đây. Cài thêm hôm khác. Đọc lại, cài then. Người khác giúp đỡ bạn. Tía rẩn băng chu nì. Đọc lại, tía rẩn băng chu nì. Tía rẩn băng chu nì. Cài then tía rẩn băng chu nì. Cài then tía rẩn băng chu nì. Câu số 8. Từ số 8 là chữ su. Su là con số danh từ. Còn số 9 là động từ. Su chữ giống nhau, đọc khác nhau. Số tiền mình nói là chén su. Đọc lại, chén su. Số lượng, su lượng. Từ số 12 thấy không? Số 12 này, số lượng này, su lượng. Là con số nha. Con số thì đọc là su. Còn nếu mà động từ là su, đọc động từ là su đếm ha. Đọc lại này, su. Đếm tiền. Đọc lại, đếm tiền. Tôi đếm tiền. Bạn cũng đếm tiền. Rồi. Ní dế sủ chén. Đếm thử. Sủ y sủ. Đọc lại. Sủ y sủ. Thêm số 1 ở chính giữa nha. Sủ y sủ động từ. Hai. Hai chữ động từ đi liền nhau nhưng mà thêm chữ y ở chính giữa là thử nha. Đếm thử, đọc lại nè. Đếm thử hoặc đếm lại, đọc lại. Sù y sù. Sù y sù. Chính ní sù y sù. Chính ní sù y sù. Chư chén là trước khi. Các em lưu ý là ghi chú lại cái từ chư chén này. Chư chén này đứng đằng sau động từ nha. Đứng sau động từ hoặc là ngữ động từ, động danh từ. Động tên ngữ á. Sao động tên ngữ? Chư chén trước khi. Ví dụ ta nói là trước khi đi học tiếng Hoa, dịch sao? Đọc theo. Chuy xuế hàn yu chư chén. Trước khi tan học. Xa khơ. Đọc lại. Xa khơ chư chén. Từ số 11. Lãnh tiền, lình chén. Rồi, tôi lãnh tiền. Hôm nay tôi lãnh tiền. Tiền lương, xin xuầy. Đọc lại, xin xuầy. Xin xuầy là tiền lương. Lãnh lương. Đọc lại, lình xin xuầy. Chín thèn của lình xin xuầy. Vậy là chữ lình này là lĩnh. Lĩnh lương ha. Lĩnh lương hoặc lãnh lương. Lình. Và chữ lình này là lình xin xuầy, tức là mình nhận lương phải không? Ngoài ra chữ lình này còn có nghĩa là lãnh đạo, chữ lãnh nữa, dẫn dắt đó nha. Ghi chú là chữ lình này còn có một nghĩa nữa là lãnh đạo, dẫn dắt. Tiếng Anh là chữ lead. 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 Ví dụ ta nói là lãnh đạo lính tàu. Là chữ lình này ha. Là ghép với chữ tàu. Lính tàu, lãnh đạo. Mọi người đọc theo nè. Lính tàu. Lính tàu.
lĩnh tạo lãnh đạo. Lãnh đạo của tôi. Đọc lại. Của tơ lĩnh tạo. Ông ấy là lãnh đạo của tôi. Người lãnh đạo, thêm chữ người ở phía đằng sau, lĩnh tạo rến. Số lượng, su lượng. À, cái từ ít là gì? Ít. Xào chứ không phải xèo. Xào. Rất ít. Số lượng rất ít. Đọc lại, su lượng hẳn xào. Đầy đủ là gì? Câu. Đây nè, câu. Không đủ. Số lượng không đủ. Su lượng củ câu. Đọc lại, su lượng củ câu. Su lượng củ câu. Đủ rồi. Câu lượng. Số lượng đủ rồi. Su lượng câu lượng. Đúng rồi. Sử chen thời gian. Sử chen là thời gian ha. Khoai, ta thấy là từ thời gian này đều có liên quan đến mặt trời, cho nên nó đều có bộ gì? Bộ nhật, không? Nói. Vậy sau này gặp ông chủ mình kêu là A Lão Bàn. Rồi tiếp nè. Chữ... từ số 15, chữ khoai, khoai là nhanh. Cái từ khoai này các em lưu ý nha, chữ khoai này là tính từ. Tính từ, nhưng mà nếu mà chữ tính từ khoai này nè, nó có thể đi với động từ á. Đi với động từ là nó có thể đứng trước động từ để làm trạng ngữ nha. Ví dụ như ta nói là gì? Mau nói ra đi, mà nó là gì? Khoai xua. Bạn mau mau nói ra, nì khoai xua. À, mọi người đọc thế nào? Nì khoai xua. Nì khoai xua. Nếu mà cái chữ khoai này mà đứng trước động từ thì nó sẽ diễn tả cái hành động, là hành động đó là sao? Bị thôi thúc. Bị thôi thúc, cái hành động đó bị thôi thúc nha. Khoai xua, khoai chầu. Khoai chầu là gì? Mau mau đi ha. Mau đi với đi mau khác không? Khác không? Khác nha. Mau đi, đi chưa? Chưa. Đi mau mau, đi chưa? Đang đi nhưng mà chậm quá, bị thôi thúc là tốc độ nhanh hơn, phải không? Chầu khoai tiền. Mọi người đọc theo này, chầu khoai tiền. Chầu khoai tiền. Tức là đi nhanh hơn chút, phải không? Còn mà nó là khoai chầu, tức là gì? Mau mau đi. Tức là hãy chưa có đi nhưng mà sao thôi, chúng ta phải chuẩn bị đi, mau mau, nhanh đi. Man man là chậm chậm ha. Rồi man man xua, xua man man thì nó cũng là có ý nghĩa. Man man xua. À, tức là kêu cái hành động nói như sao? Chậm lại phải không? À, còn xua man man cũng giống nhau thôi. À đó. Tốc độ. Nếu mà xua man man thì nó cái tốc độ sao? Chậm chậm đều được nha. Rồi chữ số 17, tiêu xài hoa. Các em lưu ý là từ số 17 có hai nghĩa nha. Nghĩa thứ nhất là gì? Động từ, danh từ trước nha. Ta thấy là chữ hoa này có bộ gì trên đầu? Bộ thảo. Cái bộ, cái chữ hoa này, cái bộ đầu gọi là bộ thảo nha. Thảo là cỏ. Cỏ thì thuộc loại gì? Thực vật. Thảo là thực vật á, cỏ. Vậy là ta thấy là chữ hoa này là có bộ thảo, tức là liên quan đến cỏ, thực vật rồi. Vậy chữ này là bông hoa. Chữ hoa này là bông hoa, danh từ là bông hoa. Và động từ, động từ chữ hoa này nghĩa là tiêu xài nha. Thấy chưa? Động từ là tiêu xài. Tiếng Anh là spend. Spend the money. Xài tiền á ha. Rồi, vậy là mình nói xài tiền là gì? Hoa chén. Tôi xài tiền. 我花钱.
không xài tiền. Phu hoa chén. Rất ít xài tiền. Đọc lại, hẳn xào hoa chén. À, nếu mà nói ít xài tiền, thầy là người ít xài tiền nhất. Sao lại cười? Tại vì á, là trong túi của thầy nó không bao giờ có tiền. Cho nên mua cái gì là có người lo hết rồi, mình đâu... Mình mua cái này cái là có người trả tiền thì mình làm sao nó trong túi không bao giờ mang tiền. Hay á các em, đàn ông không giữ tiền coi vậy chứ hay á, tự do lắm. Ai mà giữ tiền là người đó phiền não chứ được gì đâu. Thầy thấy rằng là đa phần đi quán ăn á nha, thấy là toàn là ăn uống cái ăn xong là sao biết không, toàn là đàn ông móc tiền trả thôi à. Tức là sao, hai vợ chồng ha, còn là đàn ông móc tiền ra trả, tức là gì, người đàn ông giữ tiền. Còn nếu mà người phụ nữ ăn xong mình cứ thấy là để ý là phụ nữ móc tiền trả thì biết là gì, phụ nữ giữ tiền. Mà phụ nữ giữ tiền coi vậy chứ hay. Nhưng mà có cái là phụ nữ thì hay mua sắm lặt vặt các cái thôi, còn là thích cái gì thì tự do mua sắm một chút, chứ còn ngoài ra là cầm tiền phiền não lắm. Tưởng sung sướng không có đâu ha, cầm tiền là phải là đắn đo suy nghĩ đủ thứ. Chén, hoa chén ha, hẳn xào hoa chén là rất ít xài tiền, hẳn xào. Hay là mình nói là gì, xài tiền rất ít thì nói sao? À, hoa hẳn xào chén. À, còn xài rất nhiều tiền là gì? Hoa hoa hẳn tua chén ha. Đọc lại nè, hoa hẳn tua chén. Hoa hẳn tua chén. Chứ mình không nói là hoa chén hẳn tua nha. Mình nói là hoa hẳn tua chén. Hoa hẳn xào chén. Còn từ số 18, mấy hoa là bông hoa. Bông hoa là mấy hoa. Hoa mai á nha. Chữ mai ta thấy là có bộ mộc, bởi vì mai là một loại thực vật mà, cho nên là có bộ mộc. Bên phải là chữ mày, mày là mỗi á, mày với mày phát âm giống nhau, nó mượn chữ mày để phát âm ha. Hoa mai, mày hoa. Thảo hoa là đào hoa, hoa đào. Mà cái chữ hoa đào này, chữ đào này, chữ hoa đào này là ta thấy là chữ đào cũng có bộ gì? Bộ mộc bên trái. Vì nó là loại thực vật cho nên có bộ mộc bên trái nha. Thảo hoa. Có một cái bài bài thơ á, Nhân diễn đào hoa, mọi người nghe qua chưa? Hình như là lúc mà học thơ đường có học qua ở thời phổ thông á. Có cái bài thơ là như thế này. Tiếng đọc Hán Việt nha. Khứ niên kim nhật khử môn trung, nhân diễn đào hoa tương ánh hồng. Câu 3, nhân diễn bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong. Nghe có quen không? Không, xa lạ. Bài này tiếng Hán của nó là thế này, là câu đầu tiên là nhân khứ niên kim nhật khử môn trung. Khứ niên là truy nén, truy nén chinh rư chử mẫn trung. Truy nén là năm ngoái, chinh rư là hôm nay, khử môn chử mẫn trung là năm ngoái, ngày hôm nay của năm ngoái đứng ở trước cửa này. Nhân diễn đào hoa tương ánh hồng, tức là khi mà năm ngoái, ngày này năm ngoái, tức là tác giả là quay lại ngày hôm nay, tới cái trước cửa nhà này gõ cửa cốc 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 xong rồi. Nhân diễn đào hoa tương ánh hồng, tức là có một cái khuôn mặt sao rất là xinh đẹp, hồng hào. Mà con gái mà mặt hồng hồng là gì? Đẹp đúng không? Mà tương ánh hồng tức là đẹp giống như hoa đào vậy đó. Câu thứ ba là gì? Nhân diễn bất chi hà xứ khứ, là cái khuôn mặt đẹp đó. Bất chi là pu chư tao
không biết là đi đâu rồi. Rồi câu 4 là đào hoa y cũ tiếu xuân phong, hoa đào vẫn nở trong gió mùa xuân. Có nghĩa là tác giả năm ngoái là đi kinh thành á, thi á, đi thi á, là ghé ngang qua cái vườn đó, khát nước đói bụng, cái ghé vô cái vườn hoa đào, rồi đứng trước nhà gõ cửa cốc cốc, có một cô gái ra mở cửa và cho ăn no, xong rồi là đi lên kinh thành. Cái xong rồi là anh ta một năm sau đi ngang qua cái nhà này, cũng muốn ghé vô thăm cái người đẹp đó, cũng gõ cửa cốc cốc cốc, nhưng mà sao cái khuôn mặt đẹp đó không thấy nữa, nhưng mà cái cảnh sắc hoa đào vẫn nở giống y như năm ngoái. Coi là hoa đào y cũ tiếu xuân phong ha. Không, bài thơ Đường rất hay, thích ngô thơ tứ tuyệt đó ha. Thơ là bảy chữ bốn câu, nhưng mà làm thơ tứ tuyệt khó lắm các em. Thầy cũng ngán làm cái thơ này, tại vì nó có vần cái luật của nó là nó cũng hơi khó xếp chữ. Nếu mà cái chữ vần cuối nó dễ rồi, nhưng mà cái thanh bằng bằng chắc chắc cái đó nó hơi khó. 20 là diễn dê duyện. Diễn dê duyện là nhân viên bán hàng. Nó giống như chữ sâu hô duyện, thấy không? Mình từng học chữ sâu hô duyện ha. Thì đây là cái chữ diễn dê là kinh doanh. Hai chữ á, diễn dê là kinh doanh. Là nhân viên kinh doanh. Nhân viên kinh doanh cũng là nhân viên bán hàng. Cái từ diễn dê duyện này ta hiểu là nhân viên sale á. Ta hay nói là cái từ nhân viên sale, mình tuyển nhân viên kinh doanh là chính là từ này đó, diễn dê duyện ha. Hay là dê u duyện, nhân viên nghiệp vụ á. 21 thái độ là thái tu. Thái tu, thái độ của bạn dịch sao? Thái độ của bạn rất tốt. Hẳn hào. Đọc lại, đi ta thái tu hẳn hào. Thái độ của bạn không tốt. Đọc lại, đi ta thái tu bu hào. 22, tiền Việt Nam là yuê pi ha. Yuê là yuê nản, còn chữ pi tức là đồng đơn vị tiền. Yuê pi là tiền Việt. Rồi, tiền Trung Quốc nó gọi là nhân dân tệ, là rấn miến pi, là chữ pi này luôn ha, rấn miến pi. Rồi, Đài Loan thì tiền của Đài Loan nó gọi là thái pi, là đài tệ ha. Vậy là tiền tệ không? Người ta gọi là tiền tệ, vậy là tiền rất là tệ. Tiền tệ phải không? Nhớ nha, tiền tệ lắm đó. Ai chê tiền thì cứ nói thầy, thầy sẽ cố gắng chịu đựng nhịn giùm cho. 23, ti, chữ ti là chữ thấp. Thấp, pi. Chữ thấp này là cái độ cao á, độ ngược với cái độ cao là cao, thì chữ này là chữ ti nha, thấp. Đúng rồi. Nhưng mà lưu ý nha, tiếng Việt mình nói là lùn á, mình nói là mất lịch sự, cho nên mình gọi là gì? Anh ấy hơi thấp một chút. Nhưng mà tiếng Hoa thì lại không nói là anh ấy thấp một chút, mà nói thẳng luôn, anh ấy lùn. Cho nên là tiếng Hoa nó sẽ không nói là anh ấy thấp nha, mà nói anh ấy lùn nha, ai. Dùng chữ ai, chứ không nói là chữ ti nha. Xin xoay là tiền lương. Cái từ xin này là chữ mới, là của chữ mới, của chữ mới thêm bổ thảo. Bổ thảo đầu nha. Nhưng mà đố các em biết tại sao tiền lương lại có bổ thảo vậy? Hả? Tiền là giấy, giấy gì liên quan gì đến thảo? Nhưng mà ngày xưa có phải tiền bằng giấy đâu. Ngày xưa tiền bằng đồng, phải không? Rồi bây giờ là bằng giấy, mà sắp tới tiền không là giấy luôn, không là polymer luôn, bây giờ là nhựa này. Rồi sắp tới là tiền là những con số thôi.
Đúng không? Ví dụ tiền ngân hàng là gì? Chỉ là những con số. Phải không? Vậy tại sao chữ tiền, tiền lương, chữ xin này lại có bộ thủy, bộ thảo? Bây giờ ta quay lại cái thời kỳ mà chưa biết xài tiền. Hello. Cái thời điểm mà quay về lâu ngày xưa, mà cái thời điểm chưa biết dùng đồng tiền vàng, thì lúc đó là người ta sẽ lấy cái gì để trao đổi? No. Tức là thế này nè, cái nhu cầu ngày xưa nha, là khi mà trước khi phát minh ra tiền á, là người ta là bằng một cái sự trao đổi với nhau, là bằng vật phẩm thôi. Ví dụ tôi có một con bò, bạn có một con gà, thì thôi là mình có bò nhiều quá rồi, mình không thích ăn bò nữa, mình thích ăn con gà. Thế là sao? Mình lấy con bò đổi lấy một con gà. Được không? Được. Rồi sau đó là người ta biết săn bắn, người ta biết biết cách trồng trọt lúa, cái để nấu cơm, thì bắt đầu lúc đó là gì? Lương thực của con người chính là gì? Không phải là săn bắn nữa mà là gì? Cơm. Phải không? Là gạo. Và sau khi mà có gạo, có thóc rồi, người ta quy ra, thay vì tiền lúc đó chưa có, quy ra gì? Thóc. Đi làm công ăn lương, một năm ở đỡ, nó cho mình bao nhiêu ký thóc, phải không? Bao nhiêu vải vóc, bao nhiêu ký thóc, gạo á, lúa á. Cho nên là quy ra bằng thóc. Chính vì vậy chữ xin xuỵ có chữ bộ thảo. Hiểu chưa? Rồi, tiếp tục là ngoại hối chuyển. Ngoại hối là ngoại hối. Đố cái biết ngoại hối là gì? Ngoại hối là gì? Ta nghe nói, cái người này có ngoại hối nha. Ngoại hối là gì? Ngoại hối là tiền nước ngoài nha, gọi là ngoại hối. Còn cái chữ chuyển tức là phiếu, là cái phiếu để đổi tiền nước ngoài, gọi là gì? Phiếu đổi ngoại tệ nha. Rồi, chơ giang như vậy, tiên hoa, điện thoại, hao mà là mã số nha. Số điện thoại mình nói là tiên hoa hao mà. Rồi, từ 29 là nen phổ. Chữ nen là niệm. Các em lưu ý chữ này, tập trung này. Chữ nen này nè ha. Ta thấy chữ nen có bộ gì ở dưới? Hả? Chữ nen là có bộ tâm. Vậy là có liên quan đến tâm không? Có. Vậy là liên quan đến là tâm rồi. Rồi dưới trên bộ tâm là chữ gì? Chữ gì? Chinh. Chinh then là chinh đúng không? Chinh là ngày hôm nay, chữ ngay bây giờ đó. Chinh là bây giờ đó. Như vậy là chữ niệm á. Nghĩa của cái chữ niệm này tức là nhớ các em. Nhớ. Nhắc lại nè. Niệm nghĩa là gì? Niệm là nhớ. Kỷ niệm là gì? Không, ta nói là ý nghĩa của kỷ niệm là gì vậy? Kỷ niệm là cái, tức là gì? Là cái gì đó để mình ghi nhớ đúng không? Gọi là kỷ niệm phải không? Vậy là niệm có nghĩa là nhớ nha. Niệm là nhớ. Như vậy là nên phổ niệm Phật. Niệm Phật đây có nghĩa là gì? Hả? Nhớ Phật, đúng rồi. Mà cái từ niệm Phật này là để mà người ta nhớ Phật. Có một cái pháp môn tu á, người ta cứ niệm trong miệng á. Tức là niệm Phật bằng cách là sao? Đọc lên miệng, đọc nhỏ nhỏ. Ví dụ như là ta hay nghe nói là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái câu niệm như thế này á, thật ra là mục đích niệm để làm gì? Để nhớ. Nhớ, nhớ nha. Vậy nên tức là gì? Nhớ. Và ta thấy là chữ Phật này có bộ gì bên trái? Hả? Vậy Phật có phải là người, có liên quan đến người không? Có. Là mọi người nên nhớ nha. Một điều này là luôn luôn là đúng. Ngoài con người ra, không có loài gì có thể tu hành đắc đạo thành thánh
thần Phật. Thần tin, thần thánh, thần Phật là ngoài con người ra không có loài gì có thể tu thành thánh được. Cho nên là chữ Phật này là ta thấy là có bổ nhân, tức là Phật là một con người giống như chúng ta và tu hành công đức viên mãn là đi đến cái quả vị là giác ngộ giải thoát và sẽ tu thành gì? Thành Phật. Rồi. Nên sú. Chữ nên. Nên sú là sú là chín. Cái chữ sú này là chín ha. Ví dụ như là cái cơm mà chúng ta nấu cơm, cơm chín rồi, mình nói là phan sú lơ. Nấu chín rồi, chù sú lơ. Và cái trái cây mà nó chín rồi ta cũng nói là gì? Xuấy của sú lơ. Trái táo chín rồi nói sao? Hình của sú lơ. Sú là chín nha. Vẫn chưa chín là gì? Hải mấy. Hải mấy sú. Hải mấy sú là vẫn chưa chín ha. Như vậy là nên sú tức là chúng ta làm sao? Nhớ. Nhớ một cái chữ nào đó, nhớ đến chín luôn. Tức là gì? Học thuộc. Phải không? Vậy là bây giờ ta viết một chữ là gì? Ta viết nhiều lần để làm gì vậy? Để nó nhớ. Mà nhớ đến là đỗ chín. Một cái đỗ chín nào đó là nó không quên được nữa. Thì lúc đó là gì? Là học thuộc. Ta nên biết rằng là gì? Cái bộ nhớ của chúng ta nó khác với cái computer. Ở cái chỗ nào biết không? Cái computer này chỉ cần ấn là sao? Đánh xong ấn chữ cell. Nó sẽ làm sao? Hello. Còn chữ chúng ta viết xong một cái chữ này, chúng ta đừng có hòng là ấn chữ cell là nó cell, không có. Mà muốn nó cell thì nó phải lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi nào nó chán rồi nó mới chịu cell. Mỏi tay viết một chữ ha. Viết mỏi tay luôn nó mới chịu làm sao? Nhớ, vậy là cái đầu óc chúng ta là để nhớ được một cái gì đó là nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, phải không? Lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó nhớ dài. Rồi chữ tầng nè. Chữ tầng này thú vị nè các em ơi. Chữ tầng này thầy giải thích chưa ta? Rồi phải không? Rồi tại sao chữ tầng này có bộ trúc nè? Trúc là gì? Cái chữ đợi này nè, ta thấy là chữ đợi này là có bộ trúc trên đầu. Trúc là tre, là cái cây tre á nha. Dưới bộ trúc là chữ tự, tự là chùa. Chùa ha. Như vậy là ta thấy là đợi ở đâu? Đợi ở cái cây tre, cái bụi tre ở đâu? Ở phía trước. Trước chùa. Là để làm gì? Chắc là có một cái kỷ niệm gì đó là để làm sao dắt nhau vô trong chùa tu. Cho nên sao? Điểm hẹn là gì? Đợi ở cái rừng tre phía trước ngôi chùa nha. Nhớ chưa? Rồi ta học xong từ mới. Trời, hôm nay khàn tiếng luôn rồi. Niêm hỏng. Vậy là các em học thuộc lòng từ mới này. Học thuộc từ mới này. Xong rồi thứ sáu thầy sẽ dạy dịch bài. Dạy dịch bài, dạy đọc mẫu câu đàm thoại và dạy bài tập nha. Rồi chai chen nha. Hào, thế sao mà chai chen. Lão sư chai chen. Chúc 你们晚安.